Khoảng 14 giờ ngày 1 tháng 8, tại số nhà 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội, xuất hiện đám cháy lớn. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận Cầu Giấy và quận Đống Đa huy động ít nhất 5 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tại hiện trường, cột khói bốc lên cao hàng chục mét từ khu vực tầng tung quây tôn của ngôi nhà. Hai chiếc xe cứu thương cũng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ. Lực lượng chức năng đã dùng xe thang đưa lực lượng chữa cháy lên khu vực tầng thượng của ngôi nhà và tìm cách tháo dỡ các bức tường ngăn để tiếp cận khu vực đám cháy ở bên trong, đồng thời triển khai khẩn cấp các biện pháp nghiệp vụ chữa cháy. Lực lượng chức năng cũng phong tỏa khu vực để phục vụ công tác chữa cháy. Đến hơn 15 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Thông tin sơ bộ ban đầu, đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 6 quán karaoke cao 6 tầng đang dừng hoạt động để sửa chữa. Quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, có 3 chiến sĩ cảnh sát thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Cầu Giấy đã hy sinh. Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân đám cháy.